Chiều qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao 500 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn quận Cẩm Lệ với tổng số tiền là 150 triệu đồng. Trong đó có 200 suất quà được trao cho các tổ công nhân tự quản, 300 suất quà cho đoàn viên công đoàn là công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chăm lo đời sống công nhân lao động với hơn 5.000 suất quà có tổng trị giá là 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ 5.000 đoàn viên công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ tư trên địa bàn thành phố, tập trung chủ yếu là các khu công nghiệp và các tổ công nhân tự quản. Ngoài ra, đơn vị còn vận động các chủ doanh nghiệp tự trích kinh phí của doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp mình.